ra thế giới, cuốn cẩm nang chi tiết về du học và săn học bổng. Săn học bổng có phải chỉ dành cho người cực kỳ giỏi? Làm sao để trang bị kỹ năng và kiến thức để trở thành một thợ săn học bổng? Đừng chần chừ, du học và học bổng không dành cho người giỏi nhất mà dành cho người phù hợp nhất. Cùng trở thành thợ săn siêu hạng về cuốn sách Bước ra thế giới. Đặt trước ngày hôm nay. Thì em muốn bắt đầu cái phần này với một câu hỏi. Là em thấy anh viết về tình yêu thì rất là nhiều và sâu sắc. Nó có rất nhiều bài về tình yêu nhé. Chúng ta có thể kể đến những bài kiểu, như là Love và In Love, hay là những bài kiểu Cô gái ơi tham thôi đừng tham quá này, hay là Good boy cần biết gì khi tán gái này. Rất, những bài em có thể nhớ ra được bây giờ. Còn rất nhiều các bài khác nữa. Thì cái điều gì ấy, nó giúp anh có được cái góc nhìn và cái kiến thức nó nhiều như thế? Nó là cả một anh nghĩ nó là cái thói quen về việc là 24/7 luôn nghĩ về những cái gì đã trải qua và nghĩ về những cái hành động, những cái lời nói của mình trong một mối quan hệ tình cảm, và nghĩ xem là mình làm như vậy có đúng không, và mình liệu có thể làm cái gì đấy tốt hơn, thay đổi về nó hay không. Thì anh không dám nói cái đấy là kiến thức đâu, bởi vì thực ra kiến thức nó như kiểu là nó phải được chứng minh cơ, nó phải được có khoa học chứng minh cơ. Còn một số điều mà anh nói ở trong bài của anh thì đúng là anh có nghiên cứu một chút về cái khoa học, về xã hội học, nhưng mà đa phần là chủ yếu là về trải nghiệm thôi. Thật ra anh không dám nói những bài của anh là dạy các bạn, mà các bài của anh là để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Và đương nhiên là những cái kinh nghiệm đấy là do quá trình trải nghiệm của riêng cá nhân anh, thì có thể đúng với cả anh, có thể đúng với các bạn, có thể đúng, không đúng với các bạn. Vâng. Thì vậy là nó sẽ dựa trên trải nghiệm và phần lớn nữa, tức là phần lớn là trải nghiệm. Thế có sách vở hay sao? Có sách vở gì không mà anh nghĩ là có thể chia sẻ để các bạn có thể tìm hiểu thêm? Tại vì em nghĩ chắc chắn là sẽ rất nhiều bạn quan tâm đến việc để trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính mình ấy. Sách vở thì nhiều lắm, mà đa phần thì là anh đọc sách Anh ngữ, là sách ở bên này đó. Vâng. Hoặc là anh search ebook, anh mua ebook ở trên Amazon với cả Goodreads. Bởi vì khi đợt anh đã về Việt Nam mấy lần và anh có đi mấy tiệm sách, và anh cũng có gặp qua một số cuốn sách mà anh đã đọc bằng phiên bản tiếng Anh. Và anh thấy là họ có dịch lại bằng tiếng Việt. Thế nhưng mà khi mà anh đọc bản tiếng Việt thì anh lại thấy là họ dịch nhiều chỗ mình không hiểu lắm. Và một số thì họ dịch sai chỗ, dịch sai ý. Đâm ra là anh không ưng làm mấy cái bản dịch đó. Đa phần là anh đọc bằng tiếng Anh. Thì đọc bằng tiếng Anh thì nhiều. Có những quyển kinh điển, ví dụ như Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim mà đã được dịch khá là nhiều rồi. Thì sau này cái quyển đấy được update và có thêm một vài phiên bản nữa mà chính tác giả người ta update cái sách đó. Thì cái đấy có thể nói là cái nền tảng, một trong những quyển sách nền tảng nếu mà các bạn muốn đọc về sự khác nhau về nam và nữ trong một mối quan hệ tình cảm, đấy là một trong những quyển nền tảng. Ngoài ra thì cũng có một số quyển như là để anh lấy cho xem. Có cả sách để demo luôn. Demo luôn. Anyone này. Ok. Có quyển nào trong quyển đấy chưa được dịch ở Việt Nam không anh? Anh nếu anh cảm thấy là sách tiếng Việt dịch chưa ok lắm thì anh cứ để bọn em làm cho. anh đã từng dịch một quyển tên là quyển Mindset của tác giả Carol S. Dweck, mà ở Việt Nam người ta dịch là tâm lý học thành công hay sao. Anh đã dịch quyển đấy rồi, nhưng mà đến khi mà anh dịch kiểu đấy là một project cá nhân thôi, anh chỉ dịch để cho bạn bè và người thân với cả những ai mà theo dõi anh đọc thôi. Nhưng mà cuối cùng thì Alphabook lại
lại giành dịch mất rồi, thế là họ đánh bản quyền và anh phải bỏ cái quyển đó đi. Không sao, sắp tới mà có quyển nào mà anh cảm thấy rất thích thì anh có thể hợp tác bọn em, mình cùng làm. Nhất trí, anh nhất trí. Ví dụ như quyển Too Good to Leave, Too Good to Leave, Too Bad to Stay thì là quyển mà anh nghĩ khá là hay. Đó là một quyển mà giúp cho các bạn nó bị ngược mất rồi. Anyway, thôi anh cứ bỏ mấy quyển sách này ra. Nó là một quyển mà nó giúp cho các bạn nào mà đang gặp những cái mâu thuẫn ở trong một mối quan hệ tình cảm và nó cứ lặp đi lặp lại thì nó sẽ giúp cho các bạn quyết định được xem là mối quan hệ này nó có đáng để mình cố gắng thêm nữa một lần nữa hay không, hay là mình nên rời đi. Thì đó là một quyển khá là hay. Một quyển khác, một số quyển khác thì nó nói ví dụ như là Why men want sex and women can't read maps. Tại sao đàn ông thì muốn tình dục và tại sao đàn ông thì muốn tình dục và phụ nữ thì không thể đọc bản đồ. Thì đấy là quyển mà nó cũng nói về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Thì nói chung là các cái quyển mà anh đọc thì nó đều xoay quanh cái chủ đề sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, nhưng mà nó khám phá cái sự khác biệt đấy ở rất nhiều khía cạnh khác nhau. Thì mình thấy được là nhờ như vậy mà mình có thể áp dụng được vào trong mỗi quan hệ tình cảm của mình. Đó, tức là sách vở đấy, các bạn có thêm một số cái lựa chọn rồi. Và nếu quyển nào hay thì anh cứ để bọn em, anh em mình cùng làm với nhau. Em nghĩ là thế nào cũng sẽ ra. Ok, nếu mà các em có thể, nếu mà các em có thể lo được về vấn đề bản quyền thì anh có thể bọn lo hết mà. Bọn em là công ty sách mà, anh yên tâm, tất cả những cái chuyện đấy bọn em làm được hết. Em có một câu hỏi tiếp theo dành cho anh, đấy là rõ ràng là mình nói về câu chuyện tình cảm nhé, thì tình cảm thì nó là một cái mà phải học, em nghĩ là nó phải học. Nhưng mà lại có một cái là không phải là lúc nào bạn có cơ hội để học ấy. Tức là trong tình yêu mà, cái việc mà mình kiểu có thể tìm được hay là yêu một ai đấy thì nó cũng không phải là thứ 100% mình có thể chủ động. Thế mình phải làm thế nào để mình có một cái sự tiếp cận đúng đắn hoặc là một cái kỹ năng đủ tốt. Kỹ năng trong một mối quan hệ tình cảm á? Vâng. Rõ ràng là nó là một thứ mà rất nhiều bạn em nghĩ đang ở trong trạng thái vậy nhá. Tức là các bạn ấy cũng không biết là làm thế nào để có thể yêu được tốt hơn. Nhưng mà có thể là bạn lại rơi vào trạng thái là bạn cũng không thực sự chủ động và open để đi tìm một mối quan hệ nào đấy. Tức là nó cứ lỡ cỡ lưng chừng ở khoảng đấy. Thế thì liệu có cái lời giải nào cho cái tình trạng này không? Anh có thể hiểu được là tại sao mà một số bạn thì không dám bước vào một mối quan hệ tình cảm chính thức. Bởi vì là như anh đã từng nói trong bài trả giá cho tình yêu đó, thì yêu giống như một nghệ sĩ nào đấy đã từng nói là yêu là chết đi trong lòng một ít. Tức là trước khi có người yêu thì ai cũng mong là có người yêu để mình có thể hạnh phúc. Thế nhưng mà cái sự thật của tình yêu là có người yêu vào rồi thì ngoài hạnh phúc ra mình cũng sẽ có cả cãi nhau nữa, mình cũng có cả giận dỗi nữa. Nếu mà ngay từ đầu em đã nghĩ là nếu mà người yêu mình thực sự thì người ta sẽ không bao giờ làm mình tổn thương, hoặc ví dụ nếu người đó đúng là true love thì bọn mình sẽ không bao giờ có một mâu thuẫn nào mà kiểu tất cả mọi thứ đều phải hợp. Thì đấy là những cái mong đợi về một tình yêu nó không hợp lý, nó không thực tế. Và nếu mà thực sự là các bạn ấy có cái suy nghĩ như vậy thì yêu ai thì các bạn ấy dồn dần cũng sẽ cảm thấy chán. Và nếu sau một hai mối tình mà các bạn cảm thấy là mình đã lựa chọn kỹ như vậy rồi mà chả hiểu sao mình vẫn cãi nhau, và có lẽ là mình không muốn yêu nữa, mình mệt rồi, mình không muốn yêu nữa, thì các bạn sẽ bị rơi vào cái trạng thái như vậy. Thì anh nghĩ là trước khi mà mình có kỹ năng hoặc là mình học kỹ năng, mình nên có cái suy nghĩ đúng đắn về tình yêu. Nó không phải là một cái màu hồng 100%, cũng giống như việc đi du học vậy. Nên là nếu mà có tư duy đúng đắn, có cái nhìn thực tế về tình yêu, nghiêm túc về tình yêu, thì lúc đấy các bạn ấy sẽ có động lực hơn để học những cái kỹ năng
cần thiết. Nhưng mà em có một cái này em cũng thực sự là rất là thắc mắc, rất là tò mò. Đấy là rõ ràng khi mình yêu thì nó là một chuyện rồi, nhưng mà ai cũng, tức là khi mà giả sử như mình kết thúc một mối quan hệ đi, thì mình sẽ rất dễ để nhìn lại và à, tôi đã sai, tôi đã đúng như thế nào. Nhưng mà nếu mà ở trong một mối quan hệ thì sao? Nếu mà trong một, làm thế nào để biết được mình đang sai hay đúng, hay là làm thế nào để biết được là mình sẽ còn phải có những thứ mà phải cải thiện hơn? Bởi vì rõ ràng nếu mà mình giải quyết được bài toán đấy khi mình đang yêu, thì có thể là mình sẽ giúp cho cái relationship đấy nó tốt hơn rất nhiều và nó có thể đi xa hơn rất nhiều. Nhưng mà hầu hết trong nhiều trường hợp em nghĩ là mọi người sẽ không làm được điều đấy. Thì có cách nào để mình... Thì anh nghĩ là có một cách mà các bạn nên xây dựng trước cả khi mà các bạn nên bước vào một mối quan hệ tình cảm. Đó là phải hiểu được bản thân mình đã, và phải có cái tư duy đa chiều để tự đánh giá kiểm điểm bản thân mình đã. Để biết được rằng là mình không phải lúc nào cũng đúng. Thì chỉ cần em biết được điều đó, chỉ cần em biết được là mình cũng có lúc sai, thì khi mà bước vào một mối quan hệ, khi mà các bạn bắt đầu có những mâu thuẫn đầu tiên, thì các bạn biết được rằng là kể cả là cô ấy sai trước hoặc là anh ấy sai trước đi, nhưng mà cách mà mình phản ứng với cả cô ấy hoặc là cái lời mà mình nói như vậy thì là sai. Tức là các bạn ấy trong lúc giận cô ấy như vậy hoặc là giận anh ấy như vậy, các bạn ấy vẫn có cái kỹ năng là kiểm điểm bản thân, thì các bạn kia ấy tự dưng cái cơn giận đấy nó dịu xuống, bởi vì mình cũng sai mà. Tức là dịu xuống như vậy. Nếu mà cả hai bạn cùng dịu xuống như vậy rồi, thì khi mà các bạn ấy nói chuyện để giải quyết cái mâu thuẫn đấy, nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mặc dù có thể là vẫn có trục trặc một chút, nhưng mà vẫn sẽ nhẹ nhàng hơn, bởi vì cả hai người đều biết được là cả hai người đều sai và cùng điều chỉnh vì nhau. Thì nếu mà không có cái tư duy phản biện từ trước, nếu mà không thừa nhận được rằng là mình cũng có khuyết điểm, mình cũng có cái mặt không đúng của mình, đặc biệt là khi mà mình nóng giận, thì các bạn ấy rất khó để mà có thể ngồi lại với nhau và cùng sửa chữa những cái mâu thuẫn khi mà xảy ra trong tình yêu được. Nói chung là cũng gọi là nếu mà không yêu thì nên luyện tư duy phản biện, đúng không anh? Nếu mà chưa yêu thì nên luyện tư duy phản biện. Nếu mà đã yêu vào rồi thì nên dùng tư duy phản biện để quay lại và nhìn lại cái mối quan hệ cũ để rút kinh nghiệm và mình trở mình tốt hơn và mình lại tiếp tục yêu. Nhưng mà tốt nhất là cũng không nên kể cho bạn gái hiện tại nói là những cái đấy, đúng không? Kiểu đang suy nghĩ ngược. Nếu mà em vẫn còn muốn sống thì nên không nên trả lại. Bây giờ lại kết hợp tư duy phản biện xong kể về người yêu cũ thì chắc chết. Em quá đủ tỉnh táo để không bao giờ làm chuyện đấy rồi. Nhưng mà thực sự cái việc mà mình luôn luôn học và luôn luôn nghĩ về những cái thứ, những cái tình cảm hay gì đó, hay những cái mối quan hệ không nhất thiết tình cảm, em nghĩ là như vậy, kể cả những mối quan hệ trong cuộc sống luôn, thì đôi khi mình bị một cái là mình hơi take it for granted. Tiếng Việt là gì nhỉ? Take it for granted. Đúng là rồi. Coi mọi thứ là coi nó là điều đương nhiên. Đương nhiên, nhưng mà em nghĩ không phải. Kể cả bất cứ một thứ gì bột phát, nó cũng là kết quả của cả một quá trình. Và nếu mà mình không sửa từ những cái nhỏ thì thực sự là rất khó để mình tiến bộ và trở thành một phiên bản tốt hơn được. Đúng rồi. Em nói đúng, tức là có rất nhiều bạn là, và kể cả không chỉ bạn thôi đâu, mà kể cả các thế hệ bố mẹ mình, người lớn, anh không nghĩ là có nhiều người mà thực sự người ta nghĩ lại về cái cách mà mình đối xử với tất cả mọi người, bao gồm cả bạn bè, gia đình, người yêu, và họ nghĩ lại và họ nhìn nhận lại, họ xem là liệu từ trước nay mình đối xử với họ như vậy liệu có đúng không. Mà đa phần là họ cứ làm theo kiểu bản năng và họ làm theo kiểu cảm xúc, ví dụ giận thì họ quát thế thôi, chứ họ cũng không nghĩ gì nhiều là quát có đúng hay không, hay là mình quát vào cái lúc đấy có đúng hay không, hay là liệu mình có cách nào để nói với người ta một cách có thể hiệu quả hơn mà không cần phải quát hay không. Đấy thì cái số người mà trong, đặc biệt là trong những lúc giận dữ mà đặt ra được những câu hỏi như vậy thì không nhiều. Thật ra là đấy, như anh nói đấy, là luôn nhận thức về suy nghĩ và hành động của mình là một kỹ năng mà các bạn nên có trước khi mà tham gia vào cuộc tình. Thế là em nghĩ là đấy là hình như nó kỹ năng
Tiếng Việt nó là Ừ, gì nhỉ? đúng rồi, hoặc Phản là kỹ năng. tư thì phải. Tức là tự tự nhìn nhận lại chính mình ấy. Xem là mình như thế nào. Thực ra em là một người mà em nghĩ là cũng học được rất nhiều từ những cái suy nghĩ và cái quan sát kiểu như thế. Nên là hy vọng là ví dụ như Không. các bạn đang xem livestream này thì cũng sẽ Mong coi mong là mình như như vậy. vậy. Cái vấn đề của cái đấy là mình là người đánh giá bản thân mình. Tức là mặc dù đúng là mình cố gắng là mình sẽ soi xét mình đấy, nhưng mà nó vẫn rất là chủ quan. Chủ quan đúng không? Mà chủ quan thì không thể nào là 100% chính xác được. Đâm ra là mặc dù ví dụ anh và em cùng là người luôn nhìn nhận bản thân đi, nhưng mà không có nghĩa bọn mình là người tốt 24/7, Đúng, là đúng. bọn mình làm đúng 24/7. Vì vậy đâm ra là cái đấy là cái mà anh sợ nhất khi mà anh viết bài lên Spike Room hay là anh nhận lời AMA ở đây. Tức là có rất nhiều bạn đọc bài của anh, các bạn ấy vỡ ra nhiều điều, các bạn ấy cảm ơn anh, các bạn ấy tốt hơn trong mối quan hệ tình cảm. Nhưng mà cái anh sợ nhất đó là các bạn ấy nghĩ rằng là nếu mà vậy thì chuyện tình cảm của anh ấy phải là số 1, phải là tốt lắm, phải là đẹp lắm, thế này thế kia. Nhưng mà không phải. Ngay kể cả trong trong các bài viết của anh cũng đều nói là tại cái thời điểm mà anh viết cái bài đấy thì tình cảm của anh có thể đang đẹp, nhưng mà nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Bởi vì thứ nhất là anh không phải đúng 24/7. Anh ngay kể cả bây giờ, kể cả có những cái bài học mà anh biết là mình phải làm rồi, nhưng mà đến một lúc nào đấy tự dưng mình lại không làm được đúng theo cái lời mà mình đã nói, kiểu như vậy. Thì nếu mà để chủ quan mà tự đánh giá bản thân thì cái số lần mà mắc sai lầm trong tình cảm của anh thì các anh có thể tự tin mà nói là ít hơn so với cả những người xung quanh anh, chỉ là những người mà anh có thể quan sát được. Anh có thể thấy là có những cái cách họ ứng xử với cả người yêu hay là người vợ của mình thì anh không mắc phải những cái đó. Nhưng mà thi thoảng mình vẫn mắc, tức là con người mà, thì lúc nào cũng có thể mắc sai lầm. Thì anh cũng mong là các bạn không 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 hoàn hảo hóa anh hay là tất cả những cái người mà sau này người ta có tư duy phản biện, người ta có luôn đánh giá bản thân xong lại cứ bảo ôi giời mày cứ đánh giá bản thân suốt ngày nhưng mà mày vẫn làm sai cái kìa, thì nó không fair lắm, nó không công bằng cho lắm. Đâm ra là cái việc mà luôn soi chiếu với bản thân chỉ giúp cho các em giảm số lần mắc sai lầm lại thôi, hoặc là nếu có mắc sai lầm các em cũng biết là học bài gì từ nó để có thể trở nên tốt hơn, chứ không có nghĩa là các em sẽ không bao giờ mắc sai lầm. Vâng, em nghĩ quan điểm đấy là quan điểm đúng đắn mà anh cũng coi như là cũng gọi là gì nhỉ? Tức là giữ cho mình một sự an toàn. Tôi không phải là hình tượng đâu. Tôi Hôm không sau phải, này anh không phải là hình tượng, anh không phải là giáo sư, anh không phải là thầy. em cũng rất Một số sợ, bạn vẫn cứ em rất gọi sợ. vui. Tức là mọi người mà cứ đôi khi mình mọi người mà hình tượng hóa mình lên quá, nhiều khi mình cảm thấy hơi sợ. Tại vì thực ra em cũng Đúng nghĩ như rồi. anh em mình là nhân nhân vô thập toàn mà. Sao mà Đúng rồi. chính xác 100% được? Và thường thì mọi người khi mọi người hình tượng hóa một ai đó lên, lúc nào mọi người cũng sẽ có kỳ vọng. Cái kỳ vọng đấy giả sử nó không đạt được đúng như mọi người kỳ vọng thì lại gây ra thất vọng, và đôi khi là nó lại gây Đúng ra rồi. một cái gì đấy. Thế nên là với em cũng thế thôi, tức là trong À cuộc sống thì em cố gắng làm sao để mình hòa đồng vui vẻ nhẹ nhàng mà không có gì gồng, không có gì gọi là căng cứng trong những cái thể hiện ra bên ngoài lắm. Thì em thấy sống như thế mình nhưng cảm mà thấy tốt hơn. đúng rồi, nhưng mà cái vấn đề nó ở chỗ là khi mà yêu nhau ấy thì người yêu mình trong mắt mình cực kỳ hoàn hảo. Cái vấn đề nó ở chỗ đấy, đặc biệt là khi mà chưa tỏ tình đi, thì cái lúc mà đang thích 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 crush, đặc biệt là cái giai đoạn mà đang crush người ta đó, cảm nắng người ta đó, thì trời ơi người ta, mình đứng từ xa mình nhìn người ta uống cốc nước thôi, không trông cũng thấy tao Xinh. nhã, trông cũng thấy đẹp trai, trông cũng thấy xinh gái. Người ta mà điểm cao thì bảo là ôi đã xinh lại còn học giỏi, còn điểm thấp thì bảo ôi rồi ôi sao mà cute thế, có mỗi cái lỗi đấy mà cũng phải mắc, sao mà ngốc nghếch thế, yêu đáng yêu thế. Thì đến lúc mà yêu nhau rồi, chính thức vào một mối quan hệ tình cảm rồi, thì cái lúc mà giai đoạn mới yêu đấy, cả hai người đều áp cái sự hoàn hảo đấy lên nhau, để rồi khi mà bắt đầu giao tiếp với nhau nhiều hơn, tiếp xúc với nhau nhiều hơn, thì các bạn bắt đầu nhận ra người này thi thoảng vẫn mắc sai lầm, ngày xưa anh ấy có thế đâu, ngày xưa cô ấy có thế đâu, mà sao bây giờ nó lại như thế này. Thì lúc đấy là cái thực tế của tình yêu, cái thực tế về sự không hoàn hảo của mỗi người bắt đầu va vào nhau, thì các bạn ấy mới bắt đầu, đến lúc đấy các bạn lại không biết là phải xử lý mâu thuẫn như thế nào. Thì lúc đấy là có rất nhiều mối tình mà
đáng nhẽ có thể ở bên nhau lâu dài hơn, nhưng mà bởi vì không có những cái sự thực tế về tình yêu, không có những cái kỹ năng các bạn ấy nên chuẩn bị từ trước, mà các bạn ấy lại tách ra, cũng khá là đáng tiếc. Ừ, em nghĩ là đấy là một cái quan sát nó khá là chính xác, và em nghĩ là cũng tinh tế đấy, bởi vì đúng là câu chuyện là mọi người thì cũng hay đặt những cái kỳ vọng quá về nhau thật, và đôi khi là đúng rồi. Và thế nhưng mà ngược lại thì như thế thì như em chẳng hạn, em thấy là chính vì thế nên là mình mới nên là phiên bản thật nhất của mình khi mà tiếp cận, hay là bởi vì rõ ràng là khi mình là phiên bản thật nhất của mình thì nó sẽ ít bị cái câu chuyện đặt ra một kỳ vọng phi thực tế hơn. Đấy là quan điểm của em. Và đấy cũng là lý do tại sao mà em nghĩ những câu chuyện kiểu như là bậc thầy dạy tán gái, kiểu dạy tán gái tin nhắn hay gì gì đấy, em nghĩ là nó có vẻ như là cũng hơi khó để dẫn đến đúng những rồi. Cái gì đấy lâu dài. Đúng rồi. Em còn một câu hỏi cuối cùng của em thôi, sau đó mình sẽ nhảy vào cái phần các câu hỏi các bạn, vì em nghĩ phần này các bạn cũng đang hỏi khá nhiều ấy. Thì yêu thì em thấy là nó cũng là một việc hay đấy, cũng hay ho thú vị đấy, nhưng mà vừa nãy anh có nhắc đến cái điều này một lần, đó là tình yêu thì nó có những cái trả giá của riêng nó. Thế thì anh có thể làm rõ hơn cái ý này được không ạ? Như lúc nãy anh cũng có nói, đó là khi mà tại sao người ta lại muốn có người yêu, tại sao người ta lại muốn có tình yêu, thì khi mà hỏi như vậy thì người ta mọi người đều gần như 100% mọi người đồng ý tới là có bạn gái để cô ấy chăm sóc mình, hoặc là mình yêu thương, mình ôm ấp, mình đưa đón các thứ, có bạn trai để anh ấy che chở bảo vệ, rồi anh ấy chỉ dẫn mình thế này thế kia. Thì tức là mọi người đều nghĩ tới những lợi ích hay là những cái hạnh phúc mà người kia có thể đem lại cho mình. Nhưng mà người ta không nghĩ tới những tổn thương mà người kia, đương nhiên là tổn thương thì không ai bước vào tình yêu mà cố tình làm tổn thương người ta cả. Nhưng mà những tổn thương này rất là vô tình thôi. Nhưng mà người trẻ hoặc là người thiếu kinh nghiệm thì thường người ta sẽ không nghĩ đến cái đấy. Thì đấy là một trong những cái mà các em phải nghĩ tới là phải trả giá, đó là yêu vào là kiểu gì cũng sẽ chấp nhận là phải. Bên cạnh việc có người yêu làm mình hạnh phúc thì cũng sẽ có người yêu làm mình tổn thương, thi thoảng bị tổn thương. Một cái khác thì là trả giá khác thì nói chung trả giá thì nhiều lắm. Ví dụ như là em có người yêu xinh chẳng hạn, xinh đẹp, đẹp đẹp trai hay là xinh gái, thì cũng phải trả giá là cô ấy cũng sẽ có rất nhiều người là theo đuổi. Hoặc là anh ấy cũng sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Và nếu mà kiểu xinh xuất sắc, xinh xuất chúng rồi thì profile hoàn hảo đi, thì sẽ có những người mà kể cả em có nói là ê dừng lại đi, người này có chủ rồi, thì người ta vẫn cứ lao vào, người ta vẫn cứ tán tỉnh đó. Thì cũng vậy, đấy là cũng một cái giá. Rồi thì lấy người, ví dụ em bảo là đẹp trai quá, xinh gái quá thì nó phiền phức, nhiều người theo đuổi, thì thôi lấy người có ngoại hình bình thường thôi vậy, nhưng mà người ta tốt tính, người ta thế này thế kia. Thì một người ngoại hình bình thường thì đấy, như một số bài post trên mạng đấy, một người bình thường đến lúc mà nó cãi nhau trông mặt nó xấu mình lại càng tức. Thế đâm ra là đấy cũng là một cái giá mà các em phải nghĩ tới, đúng không? Đấy, rồi thì ví dụ như là thôi thì mình ví dụ mình nghĩ là mình yêu người ở gần thôi, ở gần đây thôi, thì có gì chạy qua chạy lại nhờ ông bà giúp đỡ kiểu như vậy. Thì đến lúc mà kết hôn mà có con cái thì gửi ông bà nó dễ, đúng không? Thế nhưng mà ở gần ông bà thì ông bà sẽ tiếp xúc với mình nhiều hơn, và dự con dâu mẹ chồng hay là con rể với cả nhà vợ các thứ thì nó cũng nhiều khi nó cũng mâu thuẫn nhiều. Cái thứ hai nữa là cháu mà gần ông bà thì ông bà lúc nào cũng sẽ muốn dạy cháu theo cái cách của ông cách bà, của ông bà. Mà mình bây giờ mình thế hệ trẻ rồi, mình dạy con theo cái thế hệ mới, nếu mà cứ để cho ông bà trông cháu thì cuối cùng là nó sẽ va chạm vào nhau. Mà bây giờ chẳng lẽ mình lại bảo là cách của ông bà bây giờ củ hủ lạc hậu rồi, không còn hiệu quả nữa, đúng không? Vì thế đâm ra là
nó cũng có cái giá đấy. Hoặc là người trưởng thành yêu người trẻ tuổi chẳng hạn, hoặc là người non nớt chẳng hạn, thì người trẻ tuổi thì mong là người trưởng thành sẽ dạy được cho mình cái này cái kia, người trưởng thành thì nghĩ là yêu người trẻ tuổi thì người thì các em ấy sẽ làm cho mình, tâm hồn mình tươi trẻ hơn, mình học được cái mới nhiều hơn. Thế nhưng mà trẻ tuổi thì nó cứng đầu, trẻ tuổi thì cứng đầu. Như vậy thì người trưởng thành dạy cho thì bảo không, em lớn rồi, bây giờ em 22 tuổi rồi, em biết cái gì tốt nhất cho em chứ, anh nói thế không đúng, anh toàn vẽ chuyện lên kiểu như vậy. Và người trưởng thành thì là đúng là cũng tươi mới thật đấy, cũng có những cái mới thật đấy, nhưng mà mình nói cho mà không nghe, thế là cái sự trưởng thành ấy nhiều khi nó lại trở thành nhàm chán, hoặc là nó trở thành sự khó chịu. Và sự tươi trẻ cũng vậy, nên ra là cái gì nó cũng có giá của nó. Nếu mà xác định được rõ được những cái đấy thì mới nên bước vào một mối quan hệ tình cảm. Còn không thì khó lắm. Công nhận. Nhưng mà em thực sự nghĩ là mấy cái giá phải trả ban đầu em không nghĩ là ai nghĩ ra nhiều cái tình huống đấy đâu. Cũng là do quan sát cả thôi. À đây có một thằng cu kỹ thuật nó muốn đặt câu hỏi cho anh. Thôi để cho nó ưu tiên ở lại muộn. Ưu tiên. Đây, ok. Con ông cháu cha đấy. Xin mời. Hello anh. Em chỉ muốn hỏi anh một câu là khi nào mình biết là mình yêu? Ai chà, câu này khó đấy. Khó đấy. Câu này câu này nó cái giới hạn của nó là không có giới hạn. Mỗi người nó có cái cảm nhận tình yêu nó khác nhau, nhưng mà nhìn chung anh thấy là nếu mà em cảm thấy là hồi hộp khi mà đứng trước người đấy, em nhớ tới người ấy liên tục, và ví dụ nếu mà là chat chít qua tin nhắn thì khi mà em nhắn xong thì em sẽ rất là hóng cái tin nhắn của cô ấy, thì đấy là khi mà em bắt đầu em cảm thấy là mình bắt đầu cũng có mình muốn kết nối với cô ấy nhiều hơn, mình muốn gần gũi với cô ấy nhiều hơn. Thì anh nghĩ đấy là cái dấu hiệu đầu tiên. Còn dần về sau đấy mà cô ấy cũng phản hồi dần giống như cách mà em muốn kết nối với cô ấy, thì anh nghĩ đấy là khi mà hai người bắt đầu tăng tiến lên tình yêu. Lúc em thành yêu nhau rồi anh. Ôi giời, cái thằng chắc là thích nhau rồi. Yêu nhau hay không thì cái đấy là hên xui nha. Thôi cái thằng này là cái thằng hay đùa giỡn tình yêu. Kìa, không hề. Thôi anh, kệ. Em chỉ đang đi tìm kiếm. Quãng đường tìm kiếm nó vẫn còn dài thôi. Thằng này tìm hơi hơi ác.